Hai người ai? Sao lại đuổi theo tôi? Bọn tao là ai á? Xuống địa ngục mà tìm hiểu. Mua rau không chị ơi? Các anh công an ơi, ở đây đánh nhau này, nhanh không chú ý gì mất. Nhớ mặt tao ấy. Này, anh gì ơi, anh gì ơi, tỉnh lại đi. Này. Lạ nhở, sao trên người không lôi được đống giấy tờ nào thế? Ô, ui, này, anh tỉnh rồi à? Nào, dậy uống nước đi. Uống nước này. May cho cuộc đời anh ấy, lúc ấy tôi đi qua đấy. Không á, chúng nó giết anh luôn rồi cũng nên ấy. Mà rốt cuộc anh làm cái gì mà để chúng nó đánh kinh đấy. Này. Ơ, ông trả lời cái gì? Tôi biết thừa luôn. Chắc lại lô đề cờ bạc nợ nần chống chất ra gì nữa. Nhưng mà cái nghiệp. Sao ông nói câu nào đấy? Anh bị câm à? Hả? Nói cái gì chứ? Tôi hỏi từ nãy là không trả lời tí nào. Anh trả ơn ân nhân kiểu gì ấy? Ôi, đừng có bảo là chúng có đánh anh không bị ngu ngu xong rồi câm thật luôn nhá. Mình phát cái của nợ về rồi à? Đây, ông uống nước đi, xong tôi nấu cơm cho ông ăn nhá. Anh ạ. Mày! Tao bảo với chúng mày như nào? Tao bảo với chúng mày như nào? Tao bảo chúng mày phải kết liễu nó cơ mà. Tại sao bây giờ nó vẫn sống sờ sờ? Hay là hai chúng mày muốn đền mạng cho nó? Nói! Dạ, bởi vì lúc ấy bọn em định kết liễu nó rồi. Nhưng mà lúc ấy không hiểu sao công an lại đi vào anh ạ. Nên là bọn em phải rút anh. Tao bảo với chúng mày hành xử như nào? Tại sao chúng mày lại hành xử nó ban ngày? Bây giờ thì hay rồi. Nó thì sống sờ sờ như thế. Bây giờ nó mà ra kiện ấy, tao với chúng mày ấy đi tù mọt gông đấy. Anh à, anh, nhưng em nghe nói nó bị điên rồi. Bây giờ chắc gì nó đã nhớ nó là ai. Cái gì? Thật à? Thật mà. Mày nghe nói. Em đã ở đấy nghe ngóng suốt mấy ngày nay. Bây giờ nó đang ở với một con bán rau. Đời nó như thế là toang rồi. Thôi được rồi, bây giờ như này. Hai chúng mày đi trốn ngay cho tao, nghe chưa? Rồi tiền ấy, tao sẽ chuyển cho hai chúng mày. Đợi đến khi nào tao gọi lại. Nghe chưa? Dạ vâng. Nhìn thế này, bó này 5.000, bó này 6.000, còn cái chỗ này ấy, bán rẻ thôi 10.000, nhớ chưa? Ngọc thuộc đi, ở với tôi ấy, phải làm mới có ăn nhá, nhớ chưa?
Ôi, anh mua rau đi ạ. Rau em vừa lấy từ vườn lên đấy, tươi lắm anh ạ. Lấy cho tôi vào đây. À đây ạ, vâng ạ. Em gửi anh, bó này của anh 5.000 ạ. Cậu này là gì với cô đấy? À, họ hàng nhà em đấy ạ. Nhìn khôi ngô tuần tú thế này mà lại bị ngô nghê nhỉ? Dạ vâng, không giấu gì anh. Dần dần một tí thôi nhưng mà được cái ngoan ngoãn lắm. Bảo gì cũng nghe, khá là ổn anh ạ. À đây, để em thối lại tiền cho anh ạ. Thôi, không cần đâu. Em cảm ơn anh ạ. Bừa đây. Lôi anh ra ngoài này mà bán rau cũng được phết đấy nhở. Bán một mớ rau 200k. Mà đúng là moi được cái đống quần áo cho anh mặc cũng ổn ra phết nha. bán rau tiếp đi. Ngày hôm nay tôi có một thông báo với tất cả mọi người. Như chúng ta đã biết thì sự mất mát của anh Tùng để lại một nỗi buồn rất lớn trong lòng chúng ta. Đây là một mất mát lớn của công ty. Thay mặt anh Tùng thì ngày hôm nay tôi, Quốc Lâm, sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc. Mong tất cả mọi người ủng hộ. Thôi được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Làm cái gì mà chơi kinh thế nhờ. Này, bánh này, ăn đi. Thích không? Chính ra ấy, anh mà không ngô nghê ấy, làm người yêu tôi được ấy nhở. Thôi, bỏ đi. Tôi ế lâu quá, nói linh tinh đấy. Nhìn cái gì? Anh ăn uống khỏe mạnh lại tìm người nhà ấy chứ. Tôi một mình như này nuôi anh khổ lắm đấy. Mời vào. Có gì nói nhanh lên nhá. Tôi đang vội lắm đấy. Dạo này lên chức giám đốc rồi. Trông có vẻ bận rộn phết nhỉ. Anh Tùng, chẳng phải là anh... Ý cậu là tôi đã chết? Hay là tôi bị điên? Không, ý em không phải là như thế. Hay ý cậu là tôi nên để cho đám đàn em của cậu xử chết ngay tại ngày hôm đó đúng không? Anh Tùng, anh nói gì đấy? Cả nhà đang mong anh mãi đấy. Cậu thôi đi. Tôi thật không ngờ chỉ vì chiếc ghế giám đốc này mà cậu sẵn lòng giết chết anh trai của mình đấy. Đúng là lòng lang dạ sói mà. Này, anh nói linh tinh gì đấy? Hả? Anh có bằng chứng không? Nếu anh không có bằng chứng ấy, tôi có thể kiện anh ra tòa vì tội vu khống đấy. Nếu không muốn người khác biết ấy, thì tốt nhất đừng có làm. Còn hai thằng oắt con kia, cậu bảo bọn nó trốn. Đâu phải trốn là trốn được đâu. Tôi nghĩ chắc giờ bọn nó đang ngồi trên đồn công an rồi đấy. Còn cậu muốn bằng chứng đúng không? Trong này có đủ cả đấy. Anh! Cậu tưởng tôi bị điên thật à? Tôi chỉ là diễn, để cho cậu xem thôi. Cậu còn non lắm. Ông em trai giám đốc Quốc Lâm của tôi ạ.
Anh ơi, em là em sai rồi anh ạ. Em biết lỗi của em rồi, là em bị người ta xúi giục anh ơi. Anh tha cho em đi. Ai mà có thể xúi giục được em? Là bà mẹ đáng mến của em à? Không anh ơi. Hai mẹ con em cùng một ruột cả đấy. Không anh ơi, em biết lỗi của em rồi. Anh tha cho em đi một lần thôi anh ơi. Để dành những lời lẽ này lên công an đi em. La 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 la. Này, tôi mang hướng dương vào cho anh này, hôm nay bán được bao nhiêu đồ luôn. Đâu rồi? Đồ không Mách ơi. Chơi đâu rồi không biết. Này. Này. Đồ ngốc. Này. Đi đâu rồi? Sao không? Anh biết nói rồi à? Mà anh đi đâu đấy? Không ở nhà em, tôi tìm mãi. Cô nhớ tôi à? Không. Anh biết nói thật rồi này. Anh không bị điên nữa. Cô thích tôi điên thật thế cơ à? À, ý tôi không phải như vậy, nhưng mà nhìn anh bây giờ ấy, tôi thấy chưa quen. Rồi sẽ sớm quen thôi. À, mà tôi nhớ là có người nói với tôi rằng nếu tôi không bị điên thì có thể làm bạn trai được, đúng không? Tôi... ý tôi không phải như vậy. Nhưng mà ý anh muốn như vậy. Anh muốn từ bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò. Anh là Tùng, còn em? Em là Hương. Về rồi đấy ạ. Vâng. Mẹ ơi, bao giờ mới hết dịch à mẹ? Ở nhà một mình con thấy buồn quá. Ừ, chuyện này thì không ai mong muốn cả. Con chịu khó ở nhà ngoan ngoãn một thời gian nhá. Sau này chờ thời gian ổn định hơn một tí thì bố mẹ sẽ đưa con đi chơi bù nhá. Thật không ạ? Ừ, thật chứ. Cô Hương ạ. Tôi có chuyện muốn nói với cô ạ. Có chuyện gì? Bà nói mau đi. Chả là ở quê tôi, bây giờ các trường học cũng cho học sinh nghỉ hết vì dịch bệnh. Tôi muốn xin phép cô cho tôi nghỉ một thời gian để về quê trông thằng cháu nội ạ. Bây giờ bé Mun cũng phải ở nhà để tránh dịch như thế này. Bà bảo nghỉ là bà nghỉ luôn như thế này ấy. Làm sao tôi sắp xếp được người? Dạ, tôi biết xin nghỉ thời điểm này thì cũng là hơi khó cho cô. Nhưng mong cô thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của tôi ạ. Bây giờ ấy, bà xin về đột ngột như này, tôi trở tay làm sao kịp được. Hay là bà cần tiền, tôi tăng lương cho bà nhé. Ê chết, không phải thế đâu cô. Tôi nhà quê ít học, biết ít chữ, nên nói không khéo khiến cô hiểu lầm. Chả là tôi có thằng cháu nội, giờ bố mẹ nó vẫn phải đi làm, mà nó nghỉ học như thế thì không ai chăm nom ạ. Nên tôi mong cô cho tôi xin nghỉ ạ. Dịch bệnh bây giờ ấy, rất khó kiểm soát. Mà tôi thấy ở quê thì chưa biết cách phòng tránh đúng cách đâu. Bà mà về bây giờ ấy, không ổn tí nào đâu. Dạ, hay là để tiện trông coi bé Mun, cô cho tôi xin phép được đem thằng cháu Tú nhà tôi lên đây chăm nom cùng ạ. Hai đứa chạc tuổi nhau, chơi với nhau cũng vui cô ạ. Đúng đấy, hay mẹ cho bạn ý lên đi, ở nhà một mình con buồn lắm. Thôi đi, người lớn nói chuyện, con có tranh bà làm gì. Bây giờ ấy, hoàn cảnh sống trên này nó khác, môi trường nó cũng khác. Liệu thằng bé có thích nghi được không? Với cả trẻ con tầm tuổi này nó nghịch ngợm lắm, bà có trông nổi cả hai đứa không? Dạ, thằng cháu Tú cháu nội tôi nó cũng ngoan lại dễ bảo nữa. Hơn nữa lại có tôi ở đây chăm nom, nhắc nhở cháu. Cháu nó sẽ không nghịch ngợm lung tung đâu cô ạ. Thôi được rồi,
Bà cứ mang thằng Tú nhà bà lên đây đi. Nhưng mà tôi báo trước đấy, trông nom nó cẩn thận vào, đừng để nó phá đồ ông nhà. Toàn đồ đắt tiền thôi, vỡ rồi ấy, đền cũng không nổi đâu. Dạ vâng ạ, cô cứ yên tâm ạ. Tôi sẽ bảo ban cháu ạ. Tôi cảm ơn cô. Thôi được rồi, vào trong kia dọn cơm đi, để cho Mun còn ăn nữa. Dạ vâng ạ. Tôi xin phép. Mun ơi, vào đây với bà. Hả? Muốn chơi thì về cái quê nhà mày mà chơi nhá. Đừng có mang mấy cái trò vớ va vớ vẩn bẩn thỉu để về nhà tao. Biết chưa? Bà Dung! Bà Dung! Mẹ bảo với con bao nhiêu lần rồi là cấm có chơi với nó cơ mà. Cái lũ bẩn hàn nhà quê này thì đừng có chơi, đừng có dây với nó. Có cái tốt thì không học, học toàn thứ vớ va vẩn thôi. Bà Dung! Dạ, tôi đây ạ. Có chuyện gì thế hả cô? Có chuyện gì bà nhìn thấy à? Lôi ngay thằng cháu dậy, nhanh lên. Bà nhìn thằng cháu của bà này, làm nước vung vãi hết cả ra rồi. Tôi mà không về nhà ấy, thì nó làm loạn cái nhà này lên à? Dạ vâng, để tôi dọn dẹp ngay đi ạ. Mày còn nhìn cái gì nữa, dọn đi. Thôi con cứ để đấy bà lau cho. Bà dạy dỗ thằng cháu của bà nhá, cấm nó mang những cái thứ vớ va bẩn từ quê bẩn thỉu nhà bà lên đây đấy. Dạ vâng ạ. Bực cả mình. Với cả là dọn xong rồi ấy thì ra ngoài siêu thị đi, mua tô thêm đồ ăn, tí nhà có khách đấy. Dạ vâng, tôi đi đây ạ. Tí nhà có khách thì bà thằng cháu bà ăn riêng đi, chứ quần áo chân tay bẩn thỉu lem luốc như này ấy, khách người ta nhìn vào là cười mặt tôi đấy. Dạ vâng ạ. À, mà tiện đây ấy thì từ ngày mai ăn riêng luôn đi, chứ nhìn cái mặt nó ấy tôi nuốt không có nổi. Vâng ạ. Con đi về mẹ, lần sau cấm có chơi mấy cái trò linh tinh này đấy. Hết quần áo rồi. Lần sau con đừng nghịch như thế nhá. Thôi, đi vào đây. Bà ơi, bà ăn đi. Có phải do hôm nay cháu hư nên là cô ấy không cho cháu ăn cùng đúng không ạ? Hay là vì mình nhà quê hả bà? Thôi không sao đâu con, bà quen rồi, con ăn đi. Bà ơi bà. Ừ. Sao con rửa tay sạch rồi mà cô ấy vẫn bảo con là đồ bẩn thỉu mà không cho con ăn cùng mâm nữa chứ? Thôi con đừng hỏi nhiều nữa, mau ăn đi, nguội hết rồi đấy. Bà Dung, mang tô bông nước ra đây. Dạ vâng ạ. Tôi ra ngay đây, con ăn đi. Bà ta vừa tha thêm thằng cháu lên đây đấy. Ừ, cái bọn nhà quê thì phải biết rồi đấy. Hôi hám nhét nhát kinh khủng luôn. Đuổi đi ấy, chả có ai trông con cho mình. Ông phải giữ lại một khít cả mình. Này nhá, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu ra công viên. Ở đây có rất nhiều trò chơi, tha hồ mà chơi luôn. Thôi, hay là mình về đi cậu ạ. Mẹ cậu mà biết mình ra đây chơi chắc sẽ mắng mình đấy. Không, không sao đâu, mà tôi đi công tác, mai mới về cơ. Thôi, hay là mình về đi. Về nhà tớ sẽ gấp thuyền cho cậu chơi. Không, nếu cậu không đi thì để tôi đi. Đúng là đồ nhát nhưng thả đế. Mun, cẩn thận. Cẩn thận, cậu.
Tú, may quá, con đã tỉnh rồi. Cậu có sao không? Cháu có thấy đau ở đâu không? Bà, sao tay chân con không cử động được ạ? Từ từ hẳn con, con đừng cử động vội nhá. Con chỉ bị dạn xương nhẹ thôi, nhưng bác sĩ đã băng bó cho con rồi. Giờ con chịu khó nằm một chỗ, chỉ 7 ngày đến 10 ngày là con lại lành lại thôi nhá. Tớ xin lỗi vì đã không nghe lời cậu mà vẫn cố đi chơi, vì tại tớ mà cậu mới bị thế này. Thôi, Tú không sao đâu con, con đừng buồn nhá. Tú này, cô cảm ơn con nhá. May mà có con cứu giúp ấy, nếu không thì người nằm đây hôm nay là bé Muôn rồi. Với cả con cho cô xin lỗi vì hôm trước đã mắng mỏ con nhá. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật tệ. Không sao đâu cô, trẻ con nghịch ngợm, bị người lớn mắng là chuyện bình thường mà cô. Không, bà cháu tôi không để bụng đâu cô ạ. Không, đây là lỗi của tôi mà. Tôi dùng lời lẽ không hay nói với hai bà cháu bà nữa, còn vô cớ mắng chửi. Tôi đúng là ấu trĩ mà. Thôi không sao đâu cô ạ, đó cũng chỉ là lời nói bộc phát trong lúc tức giận thôi. Ai chả có những lúc như thế, bà cháu tôi không để bụng đâu cô ạ. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi bà và cháu vì những sai lầm, lỗi lầm trước đây của tôi. Vì Moon mà bé Tú bây giờ phải bị như thế này, tôi rất muốn làm một cái gì đấy để bù đắp cho hai bà cháu bà. Ở đây có 50 triệu, coi như là tôi bồi dưỡng cho cháu Tú đi, bà cầm giúp tôi nhá. Ấy cô ơi, cô đừng làm thế, cô đã trả hết tiền viện phí rồi, hơn nữa thằng bé nó cũng không bị nặng lắm đâu cô ạ. Không, bà nhận giúp tôi đi, bây giờ bà không nhận ấy tôi dằn vặt lắm. Bây giờ thì số tiền này coi như là một lời xin lỗi và cũng là để trả ơn đi. Bà nhận đi nhá. Trong khi chờ cậu tỉnh lại, tớ đã gấp nó. Tớ tặng cậu này. Tớ cảm ơn cậu. Sau chuyện này, tớ cũng nhận ra được nhiều điều. Đó là đã gieo rắc vào đầu con trẻ tư tưởng sai, đối xử phân biệt với bạn bè. Đây là một cách giáo dục không tốt. Tớ thành thật xin lỗi, tớ hối hận lắm. Không sao đâu cô, trong cuộc đời này ai chả có lúc sai trái, cái chính là mình thấy sai và mình sửa được cô ạ. Bà cháu tôi cũng cảm ơn cô đã cưu mang ạ. Con ơi cảm ơn cô đi con. Con cảm ơn cô ạ.